Dạ. Nè, bây giờ tiền bạc mà mua xong xuôi rồi tôi đưa chú hết rồi ha. Dạ. Giờ chú ghi cho tôi cái gói đơn. Rồi, rồi, rồi. Rồi tôi vô tôi kho tôi lấy hàng. Dạ. Thì đưa gói đơn cho tôi ha. Dạ. Ừ. À, dì Năm ơi, hả? Mới nhập mấy lô hàng mới về nha. Vậy à? Dì Năm cứ thì được, thoải mái đi, chừng nào xong kêu con nha dì Năm. Vậy tôi vô tôi coi nếu mà được cái nào á, tôi ra tôi nói chú tiếp rồi tính tiền tiếp ha. Dạ, dạ. Không được tôi lấy hàng tôi về nha. Rồi, mối quen không, không mà dì Năm sợ gì không biết nữa. Chú Tâm. Dạ, chào dì Tư. Chào mời dì Tư ngồi. Rồi. Nay dì Tư mua thêm hàng nữa hả? Mua gì thêm con ghi cho. Đâu có mua, hiểu lầm rồi. Tới bắn vốn. Dạ. Nhớ không? Vốn cái gì? Kỳ trước tôi bắn vốn cái vụ mà Giao với lại Tư Hột có cát với mặt cưa đó. Cái chú biểu tôi về làm đơn. Rồi tôi đem cái đơn lại, cái chú nói cái đơn này nó đơn giản, vắn tắt á. Vì nay tôi đem cái đơn lại mà ghi rõ ràng mạch lạc để tôi đọc chú nghe nha. Rồi rồi rồi, rồi, rồi đọc đi, nghe thử coi đơn kỳ này sao. Kỳ này sao mà hàng kém chất lượng quá trời quá đất vậy không biết nữa. Tôi nói mình phải giữ uy tín với khách hàng chứ. Chú nghe nè, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, kính gửi cửa hàng, đơn xin đổi Giao và Tương Hột. Tôi tên là Nguyễn Thị Tư, số điện thoại 95703 18, hiện là chủ tiệm tạp hóa nhỏ xíu ở phường 6 quận 10. Cách đây 2 ngày là ngày rằm, gia đình tôi tất cả là 7 người, từ lớn tới nhỏ đều ăn chay, cho nên tôi mới lấy hũ Giao ra để ăn với đậu bắp luộc thì khỏi chê. Nhưng hình như tôi thấy còn thiếu thiếu một cái gì đó. À, thì ra là gia đình tôi thích ăn Giao Hột, à, Tư Hột và Giao quyện vào nhau thì rất là ngon. Cho nên tôi mới lấy cái hũ Giao và hũ Tư Hột ra quyện vào nhau. Nhưng tôi bỗng phát hiện, trong Giao và Tư Hột đều có cát và mặt cưa. Tôi bàng hoàng sửng sốt và thầm nghĩ rằng mình ăn liền ở lành mà, nhưng sao ông trời lại bất công với mình như vậy. Đùng một cái, khách hàng ùng kéo tới mắng xối xả vào mặt tôi và nói tôi bán đồ kém chất lượng, bán hàng có vấn đề. Trời ơi, tại sao ông trời đối xử với tôi như vậy? Tôi ăn chay mà. Nhưng mà tôi là người có uy tín, vì khách hàng là thượng đế, cho nên tôi mời tất cả ổn định chỗ ngồi và vào trong lấy Tư Hột và Giao ra đổi. Và để cho khách hàng không phàn nàn, tôi mở nắp chai ra tại chỗ để vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Nhưng hỡi ơi, kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không hay, hũ nào cũng như hũ nấy, đều có mặt cưa và cát trên mặt là sao? Tôi đỏ mặt vì xấu hổ. Và để giữ uy tín cho cả nhà của tôi, cho cửa hàng nhỏ xíu của tôi bấm bụng lấy tiền từ trong tủ sắt ra trả cho họ trong nước mắt đầm đìa. Vì thế họ mới buông tha và ra về trong trật tự. Nay tôi làm đơn này kính mong cửa hàng xét duyệt đổi sản phẩm Giao và Tư Hột cho tôi. Nhưng cách hay nhất theo tôi nghĩ là trả tiền lại cho tôi, giống như tôi đã trả tiền cho người ta. Xin chân thành biết ơn cửa hàng. À, chú thấy không? Bây giờ đó tôi đọc cho chú nghe gì đó. Trời ơi. Rồi rồi rồi, được rồi. Nó... cái đơn này kỳ này con thấy là đầy đủ hơn kỳ trước á. Đó, thì bây giờ chú làm ơn chú giải quyết giùm cho tôi đi. Dạ. Chú giải quyết đổi hoặc là trả tiền lại cho tôi. Ủa sao chú cười? Trời ơi, dì Tư ơi. Sao? Con mắc cười quá à. Dì Tư biết công cửa hàng này con lãi gì không? Lãi gì? Nhân viên bán hàng thôi à. Vậy thì sao? Cô đâu có đủ tư cách nào mà con giải quyết cho dì Tư. Ủa gì, ai mới là người tư cách vậy? Không chịu nói thì tôi đọc cho chú nghe. Tại vì dì Tư muốn làm đơn đọc cho con nghe là con nghe vậy. Nhưng bây mà giờ... người nào có thẩm quyền chú nói đi. Cửa hàng trưởng có mặt ở đây không? Có. Để tôi vô tôi kêu ông. Khoan. Dì Tư ngồi đây đi. Con mời ra. Dì Tư biết sao không? Cửa hàng trưởng đang có cuộc họp. Họp chỗ mà xong rồi ra rồi tiếp dì Tư. Đó, dì Tư ngồi đây đi ha. Vậy hả? Dạ dạ dạ. Cái tôi chờ, tôi chờ kêu ổng ra liền. Dạ dạ rồi, yên tâm đi. Ừ, vậy cái gì kia vậy? Dạ dạ dạ. Ủa gì mà ồn ào quá vậy? Dạ. Cửa hàng trưởng hả? Dạ cửa hàng trưởng. Ủa? Dì Tư. Dạ chào dì Tư. Dạ dạ chú. Trời ơi, đây đẹp không? Người này có tiền người giải quyết cho tôi nha. Dì Tư. Thì đó cái vụ mà Giao nè với Tư Hổ cũng có vấn đề đó. Kỳ trước tôi lại tôi bắn vốn rồi. Cái cậu này nè biểu tôi về làm đơn mà lấy lá đơn của tôi đơn giản quá. Nên kỳ này tôi làm đơn rõ ràng. Để tôi đọc cho chú nghe nha. Kính gửi cửa hàng, đơn xin đổi Giao và Tư Hột. Gia đình tôi có 7 người và thích ăn chay.
cách đây 2 ngày là ngày rằm. Ủa sao chú chưa đọc mà sao chú rành vậy? Dạ con ngồi cho họ trong đó con nghe hết rồi. Dạ trời ơi, bởi vậy mình là người buôn bán mà. Dạ. Phải giữ uy tín với khách hàng cho nên tôi trả tiền lại cho khách hàng rồi thì bây giờ cửa hàng cũng trả tiền lại cho tôi hoặc là đổi cho tôi cái hàng mới. Trời ơi, con nói dì Tư nghe, bây giờ dì Tư cứ yên tâm đi ha, dì Tư cứ làm cái đơn này, phát cầm cái đơn này cho con. Bây giờ để từ từ để con gọi điện thoại lên trưởng phòng kinh doanh. Đó, đó, đúng rồi, đúng rồi. Dạ, 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 được, rồi, được. Dì Tư đợi con chút xíu nha. Đó, vậy vậy đó. Alo, dạ phải chị Thúy trưởng phòng kinh doanh không ạ? Dạ, dạ, em bên cửa hàng là chị, dạ. Ở cái chuyện mà mặt cưa trong hũ trao với lại có cát với lại tinh hồn quá chị, dạ, 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 sao chị? Ờ, phải trình duyệt lên giám đốc hả chị? Rồi giám đốc mới xét, mà còn phải chờ chỉ thị câu khách trên hả chị? À, dạ, 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 rồi, rồi, em hiểu rồi chị, dạ, 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 cảm ơn chị, dạ. Vậy là sao chú? Dạ, người ta cũng nói với con á, là bây giờ á, là cái đơn của dì Tư á, phải trình duyệt lên giám đốc, rồi giám đốc phải xem xét, rồi phải gửi lên cấp trên nữa, rồi với lại con nói dì Tư nghe, dạ. Cái tờ đơn của dì Tư nè, đúng thiệt á, kỳ này dì Tư làm á, mạch lạc nè, rồi coi như là trình bày rất là gọn gàng đó, nhưng mà còn thiếu. Thiếu cái gì? Bây giờ con nói dì Tư nghe, dì Tư nhìn đi, kính gửi cửa hàng nè. Đó, bây giờ dì Tư cũng cái tờ đơn này, dì Tư về dì Tư gửi là kính gửi trưởng phòng kinh doanh. Cũng cái tờ đơn này, dì Tư đề vô kính gửi giám đốc. Rồi cũng cái tờ đơn này, kính gửi cấp trên giám đốc. Đó, rồi dì Tư làm mấy cái đơn đó đi, rồi có gì con giải quyết cho dì Tư. Bây giờ tôi mượn cái đơn này về, tôi y như vậy. Dạ. Thêm phải làm 3 tờ. Dạ. Cũng cái tờ đơn này. Dạ, cũng cái tờ đơn đó. À, rồi xong tôi mới gửi cho chú, rồi mới chú gửi từng cấp từng cấp. Dạ, con gửi từng cấp từng cấp. Rồi cũng cái tờ đơn này. Dạ. Sau này tôi sẽ là văn sĩ. Dạ. Nghe gì Tư nha. Cái cha mà cũng không giải quyết được mà lên xuống vậy trời. Dạ gì Tư không chạy với con cái gì Tư. Dạ cảm ơn gì Tư nhiều. Con đi sao giờ? Dạ, dạ. Anh, cái chuyện mà giờ đòi tiền gửi lại trả hàng lại rồi sao anh mình giải quyết sao đây được? Cậu điên hả? Dạ. Trời ơi, đã gọi điện thoại rồi, trưởng phòng kinh doanh phải trình duyệt lên giám đốc, rồi giám đốc lại nói là có phải đợi cấp trên. Đúng rồi. Tự nhiên bây giờ mình bỏ tiền túi ra hả? À. Lo làm việc đi. Dạ dạ dạ. Chuyện. Chú Tâm ơi, chú Tâm. Dạ dạ, có con hay gì? Sức dài, dai lậu làm ơn bưng được mấy ca tấm tường chú ơi. Dạ dạ. Ăn no tối quá, cầm ra ngày ánh sáng. Dạ. Hỏi mua thêm. Nhưng mà mấy cái ca nước tương kỳ này sao tôi nghi nó có vấn đề. Vấn đề gì gì nữa lắm? Nó không có trong ven như mấy lần trước mà nó chặn chặn sao đó. À, chạy vì chuyên chở xe nó chạy nó xong nó vậy hả? Bán buôn lâu rồi biết cái hàng này có kém chất lượng rồi. Làm ơn lấy cho tôi mấy cái chép. Dạ. Có phiểu không? Có. Có bông gòn không? Có. Ra tôi kiểm tra lại lần nữa. Cái gì năm mua cái này sao ơi, khó quá vậy. Trời ơi, mình quen biết phải làm ăn cái đàng hoàng cái chú. Đâu có làm ăn bậy bạ được. Rồi đây khó đây, liền đây nè. Cái chửi chết luôn à. Hiểu, chén, không gòn. Làm ơn, sức dài dai rộng phải không? Dạ. Nổi vào miếng tương coi. Cho cái nào đây? Cái nào cũng được, cũng cặn đó. Tôi chờ nha, đổ một cái là tôi đền tiền đó. Rồi. Hả? Chà, thấy chưa? Đâu có tông gieo nữa không? Cặn rõ ràng, cặn vậy đó à. Trời đất ơi, chết rồi mà anh là chết rồi, cầm vô cái coi. Rồi cũng cầm cho. Đây nè, tôi lấy miếng bông gòn ra đi chưa. Đó. Rồi tôi để vô đây cái phiểu này thấy chưa. Dạ thấy rồi. Rồi tôi đổ nước tương của chú này thấy chưa. Dạ thấy. Chú sẽ coi nè, một lúc cặn cái tay bông gòn nè. Nói thì cãi không à. Thấy chưa, đó. Cặn gì, đâu thấy gì đâu. Có mà. Đâu có đâu. Chú. Rồi sao? Coi cái này là cái sợi dây của tôi nó giống màu không? Giống màu giống lắm á. Giống hả? Giống. Không bay. Như vậy là nước tôi này có bụi. Bụi gì? Bụi vàng. Gì đó vậy cô Tâm? Cái gì ồn ào vậy? Nếu mà bây giờ mình lấy hết tất cả cái nước tôi mình đổ ra, mình lắm bụi gom lại thành một cục vàng. Trời ơi. Nước tương có
bụi mà không biết bụi gì, chắc là bụi đầu. Bụi đầu rồi. Thôi nó nghe nè. Còn bao nhiêu nước tương ở trong kho tôi lấy hết, tôi bảo hết thì tôi lọc ra tôi bán. Dì Năm. À dì Năm nói chung là trong nước tương này đúng không dì Năm? Dì Năm mới nói là có cái bụi gì không biết đúng không? Dì Năm đang nghi vấn là bụi đồng hay cái gì đó. Đồng. Vậy thôi giờ nói cho dì Năm nghe. Bây giờ con niêm phong lại cái số nước tương này. Dạ đúng vậy á. Dạ. Sao kỳ con vậy? Tại vì nước tương này con đã thấy có vấn đề nó rất là nghiêm trọng. Nhưng mà vì tôi nói chú nghe ngay, bây giờ tôi không mua ở trong kho hàng nữa, nhưng mà những cái nước tương này là tôi mua, tôi đã thanh toán tiền chú Tâm xong xuôi hết rồi. Và lại có quá đỡ rồi, thôi bây giờ tôi lấy những cái nước tương này của tôi về. Dì Năm bình tĩnh đi. Cậu Tâm, dạ, niêm phong số nước tương này lại cho tôi. Còn dì Năm thắc mắc cái gì, qua phòng con giải quyết cho dì Năm. Nè, chú. Nước tương có bụi vàng. Alo, chị Thúy ơi, chị Thúy. Em Tâm nè chị Thúy ơi. Em phát hiện ở cửa hàng của mình á, trong nước tương á có bụi vàng. Dạ, rõ ràng nhất là trong can 20 lít đó chị. Dạ, em báo chị biết để chị tính nha. Bây giờ dù việc gì dì Năm cứ trình bày lại cho con. Thì đó, hồi nãy là cái trình bày bên kia rồi, giờ biểu trình bày nữa là sao? Thôi bây giờ nhiều chuyện quá, bây giờ thôi vậy nè. Những cái canh nước tương tôi bỏ tiền ra rồi, bây giờ làm ơn cho tôi xách về dùm cái đi, tôi chịu trách nhiệm cho, mệt quá. Đâu có được gì Năm, cái trách nhiệm này là phải thuộc về con. Sao vậy? Con hỏi gì Năm nè. Chẳng những mà nước tương mà khó pha bụi vàng trong đây là cái gì? Là gì? Cái chuyện này nó mang một tính chất rất là hình sự. Cái gì mà hình sự ở đây đây? Vậy là gì Năm sai rồi. Con nói gì Năm nghe nha. Bọn buôn lậu vàng quốc tế muốn đưa một khối lượng vàng vào lũng đoạn thị trường nước ta. Bọn chúng mới đem vàng ra tán nhuyễn, rồi pha chế vào nước tương nhằm đưa vào thị trường nước ta. Hỏi dì Năm, bây giờ người tiêu dùng đi, dì Năm bán cho người khác nữa, rồi người khác ăn vô lỡ khi bị ngộ độc hay bị cái gì, dì Năm có chịu trách nhiệm trước pháp luật hay không? Cho nên cái quyền chịu trách nhiệm đó phải thuộc về con, dì Năm hiểu không? Trời ơi, sao mà nói nhiều quá à? Nói chung là cái này là của tôi. Chưa chắc gì vàng hay đủ nhiều đồng mà. Thôi tôi chịu trách nhiệm ra. Không, cái chịu trách nhiệm này sẽ phải tồn về con gì Năm, cứ yên tâm đi. Hai. Quan ngân anh. Chị. Quan ngân tinh thần chịu trách nhiệm của anh trước người tiêu dùng. Rất quan ngân. Hai. Quan ngân chị. Quan ngân chị là người có công phát hiện ra bụi vàng ở trong nước tương. Quan ngân chị một lần nữa. Ủa sao bà lại biết hay vậy ta? Ô, rất đơn giản thôi. Bởi vì tôi chức cao hơn cậu, do đó cái tầm nhìn chiến lược của tôi nó bao quát hơn cậu. Tôi biết tất cả chuyện trong công ty này là chuyện đương nhiên thôi mà. Đúng không? Vậy là tôi là người giải quyết cao hơn cậu kia. Tôi là trưởng phòng kinh doanh. Rất hân hạnh giới thiệu với chị. Trưởng phòng kinh doanh của công ty. Bắt tay rồi. Dạ thôi bây giờ vậy đi. Những cái nước tương tôi bỏ tiền ra tôi mua rồi, bây giờ tôi làm ơn cho tôi đem về. Dạ chứ đâu có được. Chị nói như vậy là không thể nào được hết. Tôi đã nhắc với chị rồi, tôi là trưởng phòng kinh doanh của công ty này. Do đó tất cả những chuyện trong công ty này, chẳng hạn như là nước tương có bụi vàng thì người chịu trách nhiệm phải là tôi. Phải là tôi chứ không là ai khác được. Tôi xin chị mà, tôi xin chị đừng có bao giờ tước cái quyền chịu trách nhiệm trước khách hàng của tôi. Thì em cũng xin chị. Và chị cũng đừng có tước cái quyền mà chịu trách nhiệm trước khách hàng của em. Em xin chị mà, tại vì cái nhiệm vụ là trách nhiệm là của em. Tại vì em bán cho người tiêu dùng. Cậu nên nhớ cậu dưới quyền tôi. Mà tôi là sao? Tôi ký hợp đồng tôi bán nước tương cho cậu, đúng không? Nhớ lại đi. Khi tôi ký hợp đồng tôi giao nước tương cho cậu thì giao nước tương như thế nào? Nước tương thường, không hề có vàng. Đằng này nước tương trong đó có bụi vàng thì làm sao mà tôi giao cho cậu được? Trời ơi, nhưng mà cái người mà trực tiếp là em bán cho người tiêu dùng. Đồng ý. Cậu là người phân phối trực tiếp cho người tiêu dùng. Nhưng cả cậu và người tiêu dùng đều không hình dung ra cái tầm nghiêm trọng của cái vụ nước tương có bụi vàng này đâu. Gì nghiêm trọng ở đây? À, chưa hẳn nó là bụi vàng đúng không? Đúng, có mà vàng. Đúng, vậy thôi để tôi đem về. Vậy thì tại sao chị không nghĩ rằng nước tương này không phải là bụi vàng đơn thuần, chứ lại gì? Mà nó là một vũ khí khủng bố hóa học sinh học gì đó. Cái gì vậy? Tưởng tượng đi nè, trong nước tương có bụi vàng mà chưa chắc đó là bụi vàng. Nó là một cái chất hóa học gì đó. Thì chị cầm chai nước tương, chị xịt. Nước tương di chuyển ở trong chai sẽ gây ra một áp lực không khí rất là lớn và nổ bùng. Tôi làm quá. Đó. Nãy tôi lấy cái can nước tương ra, tôi đổ ra đây nè, nước tương còn dính đây nè, có làm cái bùng gì đâu. Đúng rồi, em cũng xác nhận điều đó mà. Thì bởi vậy nó là cái can
lên 20 lít. Cho nên cái áp lực không khí, áp lực không khí của nó không có cô động bằng. Thí dụ tưởng tượng nè, chị mua nước tương về đúng không? Chị chiết ra chai phải không? Chị bán lại cho người tiêu dùng đúng không? Cái người mua về đó, người ta ăn, người ta cầm nước tương, người ta sệt, 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 gây áp lực nổ, bùm. Vậy là khủng bố đó hả? Chính xác. Và chị nên nhớ rằng trên thế giới đã có khủng bố bằng sinh học, khủng bố bằng hóa học, thì tại sao không có khủng bố bằng nước tương hả? Có vụ đó nữa hả? Hả? Nước tương học hả? Nước tương học là lỡ miệng rồi thêm vô. Ở đâu ra nước tương học? Chính vì vậy cả hai người đều không đủ trình độ và chuyên môn để chịu trách nhiệm về cái vụ này. Xin chị đừng, đừng tước cái quyền chịu trách nhiệm trước khách hàng, trước cái người tiêu dùng của tôi. Đó là quyền thiêng liêng của tôi mà tại sao hai người lại tước của tôi là sao vậy? Trời ơi, cái chị ơi, chị cho em chịu trách nhiệm đi chị. Chị cứ để em chịu trách nhiệm, với trời khách hàng. Ơi, thôi mệt quá, giờ tôi muốn cần biết ai là người trách nhiệm cao hơn mấy người. Thôi, tôi sẽ là người chịu trách nhiệm cao nhất ở đây. Trời ơi, ông giám đốc sao không biết vụ này nữa? Giám đốc, tôi là giám đốc công ty, tại sao tôi không biết được? Mời cô. Dạ mời giám đốc ngồi. Dạ mời giám. Mời giám đốc. Dạ tôi giám đốc. Chào chị. Cái vụ nước tương có vàng này thì em nghĩ là mọi chuyện ở đây em đã giải quyết xong xuôi hết rồi. Và trách nhiệm đã thuộc về em sẵn sàng nhận trách nhiệm đó. Dạ giám đốc. Cảm ơn cô. Dạ giám đốc. Cô có cái tinh thần trách nhiệm rất là cao. Dạ cảm ơn giám dạ, đốc. Dạ em còn cao hơn chị nữa. Dạ em là cửa hàng trưởng. Em trực tiếp em bán cho người tiêu dùng, cho nên em phải là người chịu trách nhiệm cái vụ nước tương này. Cậu không phải là người chịu trách nhiệm mà cậu chỉ là lính lát thôi. Qua ngồi với người tiêu dùng đi. Bây giờ tôi xin báo cáo về. Được không? Không, không thể nào chị đem chai nước tương về được đâu. Sao không phải để đây. Đây tôi sẽ là người chịu trách nhiệm cao nhất và tôi sẽ tịch thu tất cả những cái chai nước tương này đem về công ty để giám định. Sau đó chúng tôi sẽ có kết quả. Dạ thưa giám đốc, không biết là giám đốc có nói lộn hay không chứ, nhưng mà chính giám đốc đã giao xuống cho em rồi em phân phối lại cho đại lý thì em mới chính là người chịu trách nhiệm, chứ tại sao lại là giám đốc? Dạ không, vậy trách nhiệm đó cũng không phải thuộc về trưởng phòng kinh doanh mà trách nhiệm đó thuộc về em. Tại vì sao? Em là người trực tiếp bán cho người tiêu dùng, mà người tiêu dùng lỡ bị dùng cái gì đó em này nọ, ai em phải là người chịu trách nhiệm đúng không giám đốc? Cậu nín, cô im. Ở đây ai là người có quyền cao nhất? Giám đốc. Đúng. Tôi là người có quyền cao nhất. Dạ. Cho nên tôi mới là người quyết định ai là người chịu trách nhiệm cao nhất. Bây giờ tôi hỏi cô với lại anh này. Dạ. Nước tương là gì? Nước tương là một loại nước chấm. Đúng. Nhưng nó hoàn toàn không phải là nước mắm. Quá đúng. Dạ. Nói tóm lại, nước tương là một loại nước chấm nhưng không phải là nước mắm. Cho nên ta gọi là nước tương hay còn gọi là xì dầu. Dạ. Mở ngoặc đơn có thể là tàu gì hiểu. Dạ, đánh ngoặc lại là tùy theo địa phương người ta thích gọi gì thì ta gọi. Nhưng nói tóm lại, tại sao trong nước tương này lại phải có pha bùi vàng? Đó là một điều tôi vô cùng thắc mắc và ngạc nhiên. Dạ. Vì lẽ đó, tôi phải cần đi kiểm tra lại. Để chẳng may, cái lượng nước tương này sau khi mà được phân phối đến người tiêu dùng mà các anh, các chị nên biết nước tương là gì? Là một món khoái khẩu của người dân chúng ta. Từ khắp nơi, trên cả nước, ai cũng đều thích cái món nước tương này hết. Nếu chẳng may cái lượng nước tương mà có pha bùi vàng này tới tay người tiêu dùng, thì ta ăn vào lỡ cái chuyện gì bệnh tật về sau thì như thế nào? Lúc đó anh với chị sẽ nghĩ đi, xã hội mình sẽ ra sao? Dạ, tất sao? Cả đều bệnh tật, thành ra xã hội không hoạt động, mọi việc đều trì trệ, không giao thông được, thậm chí xăng lên cũng không bán được. Ở sao nghiêm trọng rất là nghiêm trọng. Vì cái lẽ đó cái chuyện này là chuyện nghiêm trọng. Dạ. Thành ra bây giờ cô với là anh có đủ tư cách để chịu trách nhiệm đó trước mọi người hay không? Dạ, thành ra cái quyền đó phải để cho tôi. Dạ thưa không. Khoan, để tôi nói tiếp. Hơn nữa chưa chắc là trong cái nước tương mà có pha bụi vàng đó. À nó không có. Tóm lại không phải là vàng. Tại vì mình chưa kiểm định được, mình chưa biết được là vàng mấy số. Chưa biết tuổi được. À, thật ra mình nói tóm lại một cái loại kim loại màu vàng rất nguy hiểm. Đâu biết đó đâu đó là một cái loại hóa chất nào đó thì rất là nguy hiểm đến sức khỏe của con người. Vì lẽ đó tôi quyết định tôi sẽ là người chịu trách nhiệm và tịch thu toàn bộ nước tương đó đem về công ty để kiểm tra. Dạ thưa anh giám đốc, anh nói như vậy là không hợp lý. Tại bởi sao? Vì
Cái người chịu trách nhiệm chắc chắn phải là em chứ không thể là ai khác nữa. Dạ không, cái trách nhiệm đó phải thuộc về em. Tại vì em là người bán hàng cho người tiêu dùng. Dạ đúng rồi, em xin anh mà. Anh nói anh chịu trách nhiệm. Dạ đúng rồi. Anh chịu trách nhiệm người tiêu dùng. Dạ đúng rồi. Để cho người tiêu dùng ngủ vậy kìa. Hả? Đang tranh cãi mà tại sao lại để cho người tiêu dùng ngủ? Kêu người tiêu dùng thức dậy. Dậy gì ơi? Dậy. Ghi lộn xong chưa? Dạ. Tại sao lại là gây lộn? Cái này là chịu trách đang nhiệm. Đang tranh luận. Đúng. Dạ, đúng rồi. Không phải là gây lộn. Dạ. Tôi đã sai rồi. Bây giờ thôi, giờ nói thẳng luôn nè. Bây giờ sao? Bực bội quá. Tự nhiên, giờ nói thiệt á, tôi là người phát hiện đầu tiên nè. Tôi phát hiện cái số nước tương mà có bụi vàng đây nè. Vậy à? Thử hỏi giờ tính bình quân đây, có bụi vàng nè, một can 20 lít, phân loại phân kim ra cuối cùng ít nhất sàng lặp lại cuối cùng 20 lít nước tương là được 5 chỉ vàng. Trời ơi. Nhiều vậy à? 20 lít nước tương mà 5 chỉ vàng. Chị thì không biết bao nhiêu lâu qua, hàng triệu lít nước tương đã tuồn ra thị trường. Chị thì bao nhiêu cây vàng thất lạc vậy? Dạ thưa giám đốc, anh đã nói không chính xác. Anh trưởng phòng kinh doanh nói không chính xác. Giám đốc hãy nghe em. Cửa hàng trưởng nói không chính xác. Bởi vì cái người đầu tiên mà phát hiện ra bụi vàng trong nước tương, cái người mà rót nước tương từ can ra không phải là cậu mà chính là em trai của tôi, thằng Tâm. Tất nhiên bán hàng. Bà cũng là không chính xác. Cậu cũng không chính xác. Thấy cái phiểu tôi cầm không? Thấy vàng không? Đây nè, thấy không? Đây nè. Chính tôi là người phát hiện ra bụi vàng. Và tôi đã thanh toán cái số tiền mà tôi mua nước tương rồi. Thành năm giờ nước tương thuộc về tôi, cho tôi về. Không có được về. Bây giờ im lặng. Nghe tôi nói. Tôi đã biết rồi. Tôi biết ai là người phát hiện ra nước tương có pha bụi vàng đầu tiên rồi. Tôi. Cô là người đầu tiên tới mua nước tương trong cửa hàng của anh này. Đúng không? Dạ. Đúng. Mà anh này thì chịu trách nhiệm dưới sự điều động và phân phối của cô này. Dạ đó. Mà cô này lại chịu trách nhiệm trực tiếp với lại tôi. Tôi là giám đốc của công ty. Vì đó tôi biết cái người mà phát hiện ra được nước tương của pha bụi vàng đó chính là tôi. Trời. Trong cửa hàng của tôi là phát hiện là của tôi. Thành ra tôi là người chịu trách nhiệm về tất cả những nước tương có pha hoặc là những cái mặt hàng mà có pha cái gì trong cửa hàng của tôi. Chính bé được bắt tay. Anh là giám đốc phải không? Đúng vậy. Trời ơi, tôi không ngờ anh là con người chịu trách nhiệm. Mời tớ. Dạ. Đây là. Dạ là cũng là người tiêu dùng tới mắng vú. Mắng vú như vậy. Có vấn đề. Vậy à? Nghĩa sản phẩm có vấn đề. Vậy là có phải bụi vàng? Bụi vàng. Dạ không phải bụi vàng. Vậy bụi kim cương à? Dạ không phải. Mà là cát và mặt cưa. Đây em làm đơn. Cái lá đơn này là của cửa hàng. Thì tôi viết tay, còn cái này đi nhờ vi tính là đây thì chắc cô là trưởng phòng kinh doanh phải không? Dạ dạ gửi cô. À còn đây là của giám đốc. Lại từ bố. Đây dạ đây đó. Dạ cái này sự việc là vậy. Là cách đây lâu lắm rồi tôi có tới bán vốn cửa hàng là trong trao và tư hộ của tôi đó có cát và mặt cưa. Thì bây giờ mấy người chịu trách nhiệm, dạ thì bây giờ xử lý giùm tôi cái vụ này. À, không có chuyện gì. Trong trao và trao và tư hộ mua tại cửa hàng này. Tại đây. Có mặt cưa. Dạ cát. Dạ cát. Dạ. Dạ. Đây, cô là người chịu trách nhiệm đối với người tiêu dùng. Dạ cảm ơn ạ. Mặt cưa và cát. Ôi dạ thưa giám đốc ạ. Dạ thưa giám đốc. Sao? Em rất thẳng thắn khi nói rằng em chính là người chịu trách nhiệm để phân phối đến các đại lý. Đúng. Do đó em sẵn sàng đứng ra chịu trách nhiệm rằng giao việc này lại cho đại lý để cửa hàng trưởng trực tiếp giải quyết. Tôi mua tại đây đúng rồi, đây là trực tiếp. Đúng rồi, trực tiếp. Đúng rồi. Em là cũng đã điện thoại lên em trình bày với chị đúng không? Rồi chị cũng nói là chờ ý kiến của giám đốc đúng không? Đúng chắc rồi. Việc này phải thuộc về giám đốc đúng để rồi. Xem xét và giám giải quyết. Không. Tôi chỉ giải quyết vấn đề mà có bụi vàng thôi, chứ còn mà mặt cưa mà với cát đồ đó là giao cho cô. Dạ thưa không, nhưng mà mặt cưa với cát là em chỉ là người phân phối và đây đại lý mới là người giải quyết. Dạ không, cuối cùng anh chịu trách nhiệm vẫn là giám đốc. Trời ơi, mệt quá à. Ông vậy là bây giờ tôi hỏi nè, bây giờ cái bụi vàng của tôi là ai chịu trách nhiệm? Tôi. Còn cái cát và mặt cưa ai chịu trách nhiệm? Không phải tôi. Đây dưới đây. Gì kỳ vậy trời? Tại sao bên cũng mua một sản phẩm của cửa hàng mà bên chịu trách nhiệm, bên không chịu trách nhiệm là sao? Tại vì bà mặt cưa. Còn tôi là vàng mà tôi đang cần tất cả những người đây nè, đừng chịu trách nhiệm về cái vấn đề sản phẩm của tôi. Dạ, mà làm ơn chịu trách nhiệm về mặt cưa giùm đi. Trời ơi, chị nói như vậy là không hợp lý. Làm sao chúng tôi những người kinh doanh có trách nhiệm lại không chịu trách nhiệm về chị cho được? Đúng vậy. Chị tưởng tượng đi, trong cái can của chị là gì?
nước tương có chứa bụi vàng mà 120 lít nước tương có 5 chỉ vàng. Trời ơi, chị cầm 2 ca nước tương đi đường, 1 cây vàng. 1 cây vàng. Chị thông tin này mà rò rỉ ra, chị sẽ bị người ta cướp. Đó. Anh cướp nó sẽ giật nước tương của chị về nó lấy vàng ra. Lúc đó chị té, chị chấn thương sọ não thì làm sao? Tôi không cần phải đó. Tôi chịu trách nhiệm trước chị. Không có bị ảnh hưởng tới tính mạng rồi. Tính mạng của người không dùng rồi, không được. Để tụi tôi chịu trách nhiệm. Thôi, tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. À, thì nãy giờ tôi không hiểu tại sao một bên rồi chịu trách nhiệm, bên không rồi chịu trách nhiệm. Có nghĩa là trong trao về tương hỗn tôi có đất, cát mà cưa không ai chịu. Còn bên kia có bụi vàng, trong nước tư thì lại chịu. Biết đâu vàng đó là không phải là vàng thiệt, vàng dở, vàng giả. Thì phải chịu trách nhiệm chứ. Tôi hiểu rồi. Bây giờ như vậy nè, theo tôi á, thì cái nước tương mà có cái tương của chị trao chị chào. Có cát mặt cưa chưa chắc đã phải trách nhiệm cho tụi mình đúng không? Bởi vì sao, có thể người tiêu dùng mua về xong người tiêu dùng bảo quản không kỹ cho nên nó lọt mặt cưa lọt cát vào trong đó, cái đó trách nhiệm phải tụt về người tiêu dùng. Đâu cô không có được nói như vậy. Tuy nhiên có ai mà điên mà bỏ cát mặt cưa. Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Biết vậy á, tôi biết vậy. Hồi nãy tôi vô đây tôi ghi là trong trao và tư hộ của tôi có bụi bụi ngọc xoàn, bụi ngọc trai, bụi kim cương. Thì tất cả những người chắc phải nhào qua tôi bỏ bê bà rồi. Không phải, không phải là tụi con bỏ bê gì. Nhưng mà con nói gì nghe nè, trong cái đơn này gì đưa cho tụi con á là gì đề rõ ràng là trong tương hộp nè với trao là có cát và mặt cưa đó. Cho nên cái đơn cũng xa gà chết rồi. Gì 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 đừng nói vậy, không thay đổi được đâu. Có thay đổi đâu. Ôi, tôi tức quá, tôi tức quá, tôi tức quá. Tại sao cùng mua một trong cửa hàng mà tại sao mới chịu anh chịu? Trời ơi, tôi không chịu nổi. Thỏa đáng cho tôi. Thỏa đáng cho tôi. Thỏa đáng mà. Cái gì vậy? Ai nữa vậy? Ai vậy? À, chào anh. Chào. Ủa, anh cũng mua hàng ở cửa hàng à? À, trong sản phẩm có bụi gì vậy? Bụi gì vậy anh? Hả, bụi gì vậy? Không, tôi cán bộ kiểm tra chất lượng sản phẩm. À, cán bộ kiểm tra chất lượng. Ủa, anh đi đây, anh kiểm tra chất lượng đột xuất. Thưa các anh chị, theo nguồn tin chúng tôi nhận được, tại cửa hàng này trực thuộc công ty của ông có một số sản phẩm không đúng chất lượng. Nói chung là kém chất lượng nha. Trong trao và tương hộ của tôi đều có cát và mặt cưa. Chị điều cái gì có sao tôi nói vậy mà. Và có thêm bụi vàng phải không chị? Bụi vàng tôi không biết. Dạ đúng rồi đấy, dạ bụi vàng hả? Tôi chưa chắc, chưa chắc. Cho nên chúng tôi đề nghị đem tất cả những sản phẩm trên về công ty để kiểm tra. Nếu như sản phẩm trên không đúng chất lượng, chúng tôi sẽ tiêu hủy tất cả. Ủa rồi vậy tôi bỏ ra tôi bố mà. Trên bông. Các anh chị cứ yên tâm, chúng tôi đề nghị nhân viên của cửa hàng, trưởng phòng kinh doanh và ngay cả giám đốc phải đền bù thỏa đáng cho người tiêu dùng. Đúng rồi, vậy mới được chứ. Được.